khó khó bậc đẹp này. Cục tôm đời 96 này. Nhiều lắm. Cục tôm 70 đời 96 nha. Đang quay. Nó thoải mái nha. Trăm mấy là cái loại kia. Cái này mà nếu mà nó chạy tới là khoảng 20 ngàn thì cũng chắc. Zin anh em. À, anh em nào vô đam mê cái dòng cúp à, thì chơi. Cái này là đời nào này? Toàn tàu Vĩnh Dương mới có đi. Đúng rồi đấy. Cái này là rim 10 cây, còn cái này là 8 cây. Số chính chủ. Bây giờ người ta mua về đang ngắm chơi. Lúc mà tiền ta có 100 tỷ cái xe như là cái hạt đúng. Bồ. Ngắm chơi hoặc là tặng ông già. Oxy. Dạ. Đó trong nhà. Bồ quá đẹp. Ngon đấy. Có sao cái thời đó mà nó lại tôm 70 đời 96 mà. Quá đẹp như sợi. Sườn rồi, quả bàn nhé. Thằng bựng zin màu vàng luôn. Đó, theo thời gian. Ông đà. Nồi bích hết. Đầu. Úi trời. Đây cái đầu nó này nhìn xinh quá. Đây là ốc thời xưa này. Đó, ba bộ ốc là ốc khóa thời xưa này. Khóa này. Đó. Số khoảng 7 màu xi trắng luôn. Sợ đây chống mở nè. Chúng chung đứng chung nghiêng zin hết. Số máy đây. Thank you.
khóa này đã thay khóa ba cành này. Rồi, anh em nào đam mê thì giá 60 triệu nhé. Cảm ơn nhà đã luôn ủng hộ kênh và theo dõi. Bye bye.